Thưa quý vị, sáng nay chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đến nay, kinh tế tư nhân đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra 85% việc làm cho tổng số lao động, chiếm 35% kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu. Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế tư nhân đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành nhiều giải pháp để khối doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước. Trong bối cảnh chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, truyền thống lịch sử văn hóa, một điểm tựa của đất nước để cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển. Thủ tướng cho biết, Hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận về những định hướng đột phá trong phát triển đất nước giai đoạn tới, nhất là đột phá thể chế, làm mới các động lực tăng trưởng cũ và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng những công trình hạ tầng chiến lược, biểu tượng phát triển đất nước như tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, thực hiện các chương trình bảo đảm an sinh xã hội như xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025, triển khai các chương trình dự án ứng phó biến đổi khí hậu như sắp xếp dân cư, di dân tại các địa bàn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ứng phó hạn mặn, sụt lún, sạt lở. Với tinh thần này, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tư nhân có tầm nhìn và sứ mệnh đóng góp cho phát triển đất nước, tiếp tục tiên phong đổi mới sáng tạo, triển khai các đột phá chiến lược, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đoàn công tác của Công an thành phố Hải Phòng vừa đến trao kinh phí do Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão số 3 cho Công an huyện Cát Hải và trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị phòng chống rất kỹ lưỡng, song cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho thành phố Hải Phòng nói chung, Công an thành phố Hải Phòng nói riêng, trong đó đặc biệt là Công an huyện Cát Hải và trại tạm giam Công an thành phố. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đóng góp ủng hộ đồng bào và cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thay mặt Công an thành phố Hồ Chí Minh, tại Công an huyện Cát Hải và trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng, đoàn công tác Công an thành phố Hải Phòng đã trao 300 triệu đồng do Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho mỗi đơn vị. Bão số 3, bão Yagi đã đổ bộ vào các tỉnh thành phía Bắc gây ra những đợt mưa lớn, lũ lớn, làm thiệt hại nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi tại nhiều địa phương. Theo số liệu thống kê, có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết, nhiều chuồng trại bị hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất và đàn vật nuôi. Trên cơ sở kiểm tra thực tế thiệt hại do bão số 3 gây ra, công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và thiên tai trong chăn nuôi trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những đánh giá về tình hình thiệt hại do bão số 3 của các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn. Cục Chăn nuôi đã chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thống kê thiệt hại về chăn nuôi để làm cơ sở cho hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cùng với đó xây dựng kế hoạch và kinh phí để hỗ trợ cho những người chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại. Trong đó, ưu tiên cho các đối tượng chính sách thiệt hại lớn, khó khăn thông qua cấp phát vật tư, củng cố chuồng trại hoặc làm mới, cung cấp con giống, thức ăn ban đầu, thuốc tiêu độc khử trùng để khắc phục, khôi phục sản xuất từ ngân sách nhà nước cấp cho các địa phương bị thiệt hại. Cục Chăn nuôi cũng chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại rà soát đánh giá nguồn cung con giống gia cầm một ngày tuổi từ các đơn vị cung cấp giống để bảo đảm cho việc khôi phục chăn nuôi. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở đất sau siêu bão Yagi. Nghị quyết số 143 của Chính phủ được ban hành nhanh chóng đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh và chỉ rõ nhiệm vụ của từng bộ ngành địa phương. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ sạt lở đất sau siêu bão Yagi. Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế 2 năm giảm tới 30% thuế tiêu thụ đặc biệt.
hộ cá nhân kinh doanh được miễn giảm thuế. Đặc biệt, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố phổ biến hướng dẫn các tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị tổn thất thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế. Cục Thuế 26 tỉnh đã có nhiều biện pháp để các chính sách này đến ngay với người nộp thuế. Các doanh nghiệp và 26 địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại nhằm kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền thực hiện các chính sách hỗ trợ để phục hồi sản xuất và thực thi các chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị, sau khi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão quét qua hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 17 tháng 9 đã có khoảng 73.000 khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ ước tính khoảng 94.000 tỷ đồng. Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt đưa ra các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Hoang tàn và mất mát là những gì cơn bão số 3 để lại với người dân làng hoa Mỹ Tân, thành phố Nam Định, nơi có hàng trăm hộ trồng hoa các loại nằm ở trong khu dân cư và ngoài bãi ven sông Hồng. Trận mưa lớn, lũ lụt sau bão số 3 đã khiến hàng trăm hecta hoa Tết tại làng hoa Mỹ Tân bị ngập úng. Không chỉ diện tích trồng hoa bị thiệt hại, nhà cửa, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khu vực này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 7 đến 8 xào hoa là chủ yếu là vụ Tết. Đấy, thế thì thứ nhất là nước thêm một xào hoa giống nữa thì là trong cái thời điểm mà bão, một số cơn bão số 3 đấy, người ta nó về thì cũng chống chọi được một tí. Nhưng đến khi xong một trận bão là đến đợt lũ này là gia đình tôi coi như là mất hết, không còn một tí nào. Trước mắt bây giờ là chỉ làm sao để cho, thứ nhất là mong nhà nước với lại chính những người bên trên là hỗ trợ một phần nào cho chúng tôi để cho nó đỡ khổ, để cho cái thứ nhất là cho vay hoặc là cho đầu tư một tí để lấy cái vốn chi ra ruộng để khôi phục lại vụ sau. Dự kiến số lượng khách hàng và dư nợ bị ảnh hưởng sẽ còn gia tăng trong những ngày tới. Do đó, để giải quyết khó khăn về dòng vốn cho doanh nghiệp, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão. Sau khi mà bị ảnh hưởng bởi bão lũ của người dân thì chúng tôi đã ngay lập tức có những chính sách rất là cụ thể. Đầu tiên là với khách hàng cũ thì chúng tôi ra những cái gói vay lãi suất giảm ngay 1% cho khách hàng bị trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ để có những cái mục đích là xây sửa nhà này, tái sản xuất kinh doanh cũng như là tăng tiêu dùng, có tài sản đảm bảo. Đấy, đồng thời thì chúng tôi cũng có những cái cơ chế để giãn nợ, khoanh nợ giúp cho khách hàng có thể phục hồi ngay sau lũ. Đến ngày 31 tháng 12 2024 thì chúng tôi tiếp tục phục vụ thêm một cái chính sách nữa cho khách hàng mới, là tất cả khách hàng mới thì chúng tôi sẽ có một cái gói ưu đãi 2.000 tỷ với lãi suất cũng giảm 1% với mục đích là cho tập trung cho sản xuất kinh doanh, tái phục hồi cũng như là tăng tiêu dùng cho người dân. 3 ngày sau bão thì chúng tôi đã ra một cái chương trình quyết định là hỗ trợ một cái gói khoảng tương đương với dư nợ khoảng 2.000 tỷ đồng để cho tất cả các khách hàng đang vay vốn TTBank được hưởng phần hỗ trợ này. Cái hỗ trợ này nó chủ yếu là về mặt là giảm tới 50% cái lãi suất mà khách hàng đang chi trả hiện nay, và cái việc áp dụng mức lãi suất hỗ trợ này được kéo dài tới tận 31 tháng 1 năm 2025. Cơn bão số 3 lần này là đối tượng bị thiệt hại nhất chính là những cái doanh nghiệp nông nghiệp, những hộ nông dân cũng như những gia đình mà kinh doanh thủy sản. Thì do đó là cái việc mà hỗ trợ toàn diện cho họ, bao gồm cung cấp một lượng vốn đủ lớn để họ phục hồi cái tư liệu sản xuất, phục hồi các cái mặt bằng cũng như là các cái điều kiện sinh kế là rất cần thiết. Thứ hai là giảm giãn hoãn các cái khoản nợ, thì tất cả những chính sách về tài chính tiền tệ như vậy là rất cần thiết đối với các cái đối tượng này. Thống kê sơ bộ của 4 ngân hàng thương mại BIDV, Vietcombank, Agribank và Vietinbank có khoảng 13.494 khách hàng bị ảnh hưởng với số dư nợ ước tính hơn 191.000 tỷ đồng. Hiện tại lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng dao động từ 6,3 đến 7,8%. Với mức giảm từ 0,5 đến 2% lãi vay một năm từ phía các ngân hàng, thì người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3 sẽ có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến giữa tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,5 triệu tấn gạo các loại, thu về 4,06 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tăng nhẹ 6% về lượng, thế nhưng giá trị lại tăng mạnh 21%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu gạo năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ.
Các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam vẫn là các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Trong đó, khách hàng lớn nhất là Philippines đã chi gần 1,72 tỷ đô la Mỹ để mua 2,81 triệu tấn gạo của Việt Nam trong 8 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, gạo xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này tăng 20% về lượng và 40% về giá trị. Để hỗ trợ xuất khẩu gạo, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết đã và đang triển khai các hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm, thương hiệu gạo Việt Nam, các hoạt động xúc tiến thương mại để khai thác hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Việc cắt giảm chi tiêu của người dân do tình hình kinh tế khó khăn cùng với xu hướng mua hàng của người dân thay đổi, chuyển từ mua trực tiếp qua kênh trực tuyến đã khiến cho các chợ truyền thống đang mất dần sức hút trở nên vắng khách hơn bao giờ hết. Và đây cũng là bài toán nan giải mà các tiểu thương đang phải đưa ra lời giải. Sau đây là ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khu gian hàng bán quần áo trong chợ Đồng Sa, Cầu Giấy, không khí vắng vẻ, ảm đạm, những tiểu thương mệt mỏi khi mở cửa sạp hàng mà có ngày chẳng bán được một món đồ nào. Thực ra thì bây giờ thì nói về đắt hàng thì không bao giờ có đắt hàng. Nên chúng tôi kinh doanh ở đây là mười mấy năm, mình trung thành với chợ rồi và chỗ trước cũng ngồi ổn định rồi. Thực ra là rất là ế trước cách đây đến 3-4 năm rồi. Nên là chúng tôi thì rất là chăn trở nhưng không biết làm sao cả. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều khu chợ truyền thống của Hà Nội đang rơi vào tình trạng kinh doanh khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, thưa vắng khách hàng. Đây cũng là bài toán nan giải cho các tiểu thương trong thời điểm hiện nay khi mà nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu mua sắm. Thu nhập thì bây giờ chỉ được 60-70% so với ngày xưa thôi. Cũng mong nhà nước quan tâm giúp đỡ thêm, ví dụ như là giảm thuế má hoặc là cái các thứ cho tiểu thương. Thì để cho chúng tôi kinh doanh nó có phần phấn khích hơn. Như chị em tôi bán hàng ở trong chợ này là có khi là cả ngày còn chẳng mở hàng ấy, mà vẫn cứ phải là cố gắng để duy trì công việc hàng ngày. Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình kinh doanh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kênh bán hàng online, đó là nguyên nhân khiến chợ truyền thống ảm đạm như một xu hướng tất yếu. Theo các chuyên gia kinh tế, để duy trì phát triển chợ truyền thống cần đổi mới mô hình kinh doanh, sản phẩm đa dạng, chất lượng với giá thành cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, chợ truyền thống cũng cần tận dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng như cung cấp dịch vụ đặt hàng, giao hàng trực tuyến, tùy chọn thanh toán kỹ thuật số để từ đó duy trì và phát triển mô hình kinh doanh chợ truyền thống. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, vận động tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động cha mẹ học sinh năm 2024-2025. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện chỉ được tổ chức thu sau khi có công văn hướng dẫn của địa phương về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2024-2025. Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các khoản thu không tăng quá 10% so với năm học trước. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, tất cả các khoản thu phải được đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh học sinh, sinh viên, giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Riêng đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, trường học không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 10 ngày đầu của chiến dịch tiêm sởi, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 9 tháng 9, đã có 19.821 trẻ từ 1 cho đến 5 tuổi được tiêm vaccine sởi, chiếm tỷ lệ 32,6% trên tổng số 60.733 trẻ thuộc diện phải tiêm theo kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm mũi vaccine sởi trên địa bàn thành phố và được quản lý trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia là 60.733 trẻ, riêng trẻ từ 6 đến 10 tuổi theo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số trẻ đi học từ lớp 1 đến lớp 5 là 633.036 trẻ, số liệu năm học 2023-2024. Nếu ước tính số trẻ chưa được tiêm đủ mũi chiếm 10% tổng số trẻ, thì số trẻ từ 6 đến 10 tuổi phải tiêm trong chiến dịch dự kiến khoảng 63.303 trẻ. Như vậy, số trẻ từ 1 đến 10 tuổi cần tiêm vaccine sởi trong chiến dịch ước tính khoảng 125.000 trẻ, bao gồm 60.733 trẻ từ 1 đến 5 tuổi và 63.303 trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Tính đến hết ngày 9 tháng 9, toàn thành phố đã có 19.821 trẻ từ 1 đến 5 tuổi được tiêm vaccine sởi, chiếm tỷ lệ 32,6% đối với nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi và 15% trong nhóm trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch sởi thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi, không phân biệt thường trú và tạm trú, vận động đưa trẻ đi tiêm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm với nhiều điểm tiêm trên địa bàn tại trường học, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở tư nhân và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn tiêm chủng. Theo trang tin Korea Times, Tết Trung Thu vốn là thời điểm vàng của ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra vào ngày 17 tháng 9, lại không có nhiều phim kinh phí lớn được trình chiếu. Theo truyền thông Hàn Quốc, lý do các nhà phát hành khác tại Hàn Quốc quyết định không phát hành phim của mình trong dịp lễ Trung Thu này để tránh cạnh tranh với Đố Anh Còn Được Tôi. Bộ phim có lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ phần đầu tiên, thu hút 13,41 triệu lượt xem. Ngoài ra, việc phim được mời tham dự chương trình chiếu phim nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 hồi tháng 5 cùng nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn càng tăng thêm kỳ vọng của khán giả. Một lý do khác khiến các nhà phát hành ngại ngần ra mắt phim mới dịp lễ vì khán giả ngày nay ít chú ý đến những bộ phim kinh phí lớn. Thay vào đó, họ khám phá nhiều thể loại hơn trước thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây cũng được xem là khó khăn mới của ngành công nghiệp điện ảnh nước này. Trước đó, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thống kê tổng số lượng khán giả đến rạp vào tháng 8 là 11,8 triệu người, giảm 2,8 triệu người so với tháng 8 năm ngoái. Đây cũng là mức giảm 250.000 người so với tháng 7 năm nay. Theo báo cáo tài chính quý 2 năm nay, dư nợ cho vay ký quỹ margin hay còn gọi là giao dịch ký quỹ đòn bẩy tài chính của các công ty chứng khoán tăng mạnh đạt gần 230.000 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Đây là mức tăng kỷ lục từ trước đến nay. Nhiều công ty chứng khoán vẫn tiếp tục tăng tung các gói cho vay ký quỹ margin với lãi suất ưu đãi thúc đẩy thanh khoản cho thị trường. Thị trường chứng khoán ghi nhận một số các công ty chứng khoán lớn đều có những chính sách cạnh tranh để thu hút khách hàng như miễn lãi vay nhiều ngày đầu hay chính sách phí không đồng nhằm khuyến khích nhà đầu tư. Như tại công ty chứng khoán này, lãi suất cho vay margin chỉ 6,8% một năm cho 1 tỷ đồng dư nợ đầu tiên. Trong thời gian vừa qua thì đã tung ra hàng loạt các cái chương trình với cái mức lãi suất thấp và có cái tính ưu đãi đối với thị trường hiện nay. Thì chúng tôi cũng là cái hỗ trợ trong cái bối cảnh là thị trường đang cái thanh khoản thấp và cũng như là đang là cái giai đoạn tương đối khá là khó khăn của thị trường và nhọc nhằn khi mà chỉ số VN-Index vẫn đang loanh quanh dưới mức là 1.300 điểm trong thời điểm hiện tại. Thì nếu mà ví dụ như là 100 triệu thì hiện nay theo Ủy ban chứng khoán cho phép là được vay 1:1 thì là 200 triệu. Thì thay vì các bạn lãi được 10% như ban đầu, thì các bạn nếu mà vay thêm thì bạn lãi được thêm 10% đến 20%. Tôi nghĩ trong cái bối cảnh mà thị trường đang còn nhiều khó khăn thì việc cái lãi suất thấp cũng là một trong những cái cách mà các công ty chứng khoán đang hỗ trợ cho các nhà đầu tư để họ có thể tiết giảm chi phí và để tối ưu hóa lợi nhuận. Ngoài ra cái việc mà các công ty chứng khoán có khả năng để mà cạnh tranh cái mức lãi suất cũng là một trong những cái yếu tố mang tính rất là thị trường. Có nghĩa là mặt bằng thị trường như thế nào thì các công ty chứng khoán cũng sẽ phải thích ứng để làm sao để hỗ trợ cho khách hàng của mình. Khi thị trường chứng khoán có xu hướng tăng ngắn hạn, dòng tiền từ margin sẽ giúp thanh khoản tăng lên và đẩy thị trường tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính phân tích, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng margin để mua bán cổ phiếu trong ngắn hạn khi thị trường tăng, không nên vay với tỷ lệ quá cao để hạn chế rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Hơn nữa, chỉ nên sử dụng margin đối với những nhóm cổ phiếu có thanh khoản tốt. Cơn bão số 3 có cường độ mạnh đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề cho người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cùng chung tay hỗ trợ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đã được các ngân hàng đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai, đồng hành cùng với chính quyền và nhân dân các tỉnh thành miền Bắc vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi và phát triển sau bão. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Tại điểm tiếp nhận hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các đoàn viên thanh niên Agribank chi nhánh Bình Dương liên tục phân loại kiểm tra,
và đóng gói từng thùng hàng hóa vận chuyển ra miền Bắc. Từ những ngày đầu tháng 9, khi có những thông tin về cơn bão số 3, bão Yagi sẽ đổ bộ vào các tỉnh thành miền Bắc, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank Bình Dương đã xây dựng kế hoạch liên tục theo dõi nắm bắt thông tin thiệt hại do bão và nhanh chóng triển khai thực hiện chương trình chung tay vì miền Bắc thân yêu, tiếp nhận đóng gói ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết. Chương trình ban đầu vận động nguồn lực từ cán bộ nhân viên Agribank. Trong quá trình vận động, được sự tin tưởng quan tâm của đông đảo khách hàng đến giao dịch, được tiếp sức bằng rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như quần áo, túi thuốc cá nhân, giày dép và tiền mặt. Bên cạnh là việc kêu gọi cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên chung tay góp sức, thì chúng tôi còn báo cáo cấp ủy, xin ý kiến cấp ủy để có thể thành lập gọi là trạm chung tay tiếp sức vì miền Bắc yêu thương, để khách hàng khi đến giao dịch có thể gửi gắm tình cảm, nhu yếu phẩm, tiền mặt. Chúng tôi sẽ sử dụng vào những mục đích như là mua nhu yếu phẩm và đóng gói gửi các kiện hàng đi đến các tỉnh và miền phía Bắc. Thì vừa qua là trong 3 ngày vận động, chúng tôi đã gửi đến được các tỉnh như là tỉnh đoàn Lào Cai, tỉnh đoàn Tuyên Quang, tỉnh đoàn Bắc Cạn, Aribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, Aribank chi nhánh Lào Cai 2. Và bên cạnh đó thì ngoài việc chung tay hỗ trợ, chúng tôi cũng muốn lan tỏa cái tinh thần tuổi trẻ cũng như là hình ảnh của Aribank ngày càng phát triển hơn vì an sinh xã hội cộng đồng. Trước đó, Agribank chi nhánh Bình Dương cũng đã ủng hộ số tiền 200 triệu đồng tại lễ phát động của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Và nhận thấy sự cần thiết của việc hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau khi cơn bão đi qua, thì ngân hàng cũng triển khai kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2 tại các địa bàn tỉnh khó khăn, vùng sâu vùng xa trong thời gian gần nhất. Trực tiếp đến các địa bàn đang cần, sử dụng số tiền còn lại vận động được, trao tặng đến người dân nhằm phục vụ nhu cầu tái thiết cơ sở vật chất, nhà ở, khôi phục sản xuất kinh doanh, cũng như trao tặng sách vở cho các em học sinh nhanh chóng quay trở lại trường, tiếp tục học tập. Sau bão lũ sẽ có rất là nhiều khó khăn để bà con hoạt động ổn định cuộc sống, cũng như là những cái vùng mà cái trường học hay là những cái trẻ em để có thể mà thực hiện đến lớp sau cái thời gian lũ vừa rồi, thì Aribank Bình Dương cũng có một cái chương trình dự định là tiếp theo là sẽ diễn ra sau khi là ổn định cái cuộc sống sau lũ, thì sẽ đến các cái điểm trường hoặc là những cái vùng mà người dân khó khăn thì sẽ liên hệ với địa phương thông qua các cái chi nhánh ngân hàng ở những cái tỉnh mà lũ lụt để mình nắm được tình hình là nơi nào có những cái điểm trường hoặc là cái người dân mà gặp còn khó khăn sau lụt bão lũ, thì mình sẽ thực hiện để một cái chuyến đi để hỗ trợ. Với tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, các ngân hàng trên nhiều địa bàn đã triển khai phát động chương trình quyên góp một ngày lương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 và sau bão. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận và phân bổ hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ một cách kịp thời. Đồng thời cũng mong muốn luôn nhận được sự gắn kết đồng hành của ngành ngân hàng trong các hoạt động an sinh xã hội cho người dân trên cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, thì ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương cũng đã tích cực hưởng ứng tham gia, đã phát động và vận động toàn thể cán bộ nhân viên trong ngành ngân hàng tham gia đóng góp tiền, và bên cạnh đó thì cũng đã có vận động kêu gọi tập hợp đóng góp hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc để kịp thời chuyển những chuyến hàng hóa yêu thương giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đó là những tấm lòng, những nghĩa cử, nghĩa tình, nhân văn cao đẹp của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như là người Bình Dương nói chung hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh sự hỗ trợ bằng tiền mặt, chia sẻ gánh nặng tài chính cùng với nhu yếu phẩm, thì vừa qua, nhiều ngân hàng cũng đã quyết định giảm lãi suất cho vay trực tiếp từ 0,5 đến 1% mỗi năm đối với khách hàng cá nhân hiện hữu chịu ảnh hưởng do bão Yagi. Các đơn vị tham gia chương trình này như Vietcombank, Agribank, VPBank, MSB. Trong thời gian tới, các ngân hàng khẳng định sẽ nhanh chóng đánh giá tổng thể thiệt hại với các khách hàng trong toàn hệ thống để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sự chung tay của ngành ngân hàng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vùng lũ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng lại cuộc sống.
Và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.